Kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ dành cho tạp chí thể thao đầu tiên chào mừng năm mới 2022 hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với các môn thi đấu bóng đá nam trước Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 11. Tiếp đó là sự sôi nổi giải bóng đá nữ DPF mở rộng. Cuối chuyên mục mời các bạn cùng xem điệu nhảy sôi động chào năm mới 2022 của các bạn dancer trẻ trung đến từ trung tâm DDA Điện Biên. Trước tiên mời quý vị và các bạn đến với phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá các hoạt động phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh năm 2021 và định hướng năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Điện Biên. Vâng, xin ông cho biết năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch COVID-19. Vậy ông có thể đánh giá khái quát về những cái ảnh hưởng của dịch đối với lại các cái hoạt động phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh này như thế nào? Năm 2021 thì dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng đã tác động rất là lớn đến hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt nhất là có một số thời điểm dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh thì thực hiện theo chỉ đạo của ban tỉnh thì một số hoạt động thể dục thể thao phải dừng. Đặc biệt nhất là việc luyện tập thể dục thể thao của nhân dân tại các nơi công cộng, khu vực sân vận động, nhà thi đấu là phải tạm dừng hoạt động. Nhân dân thì phải thay đổi cách thức luyện tập cho nó phù hợp. Và ảnh hưởng lớn nhất đó là việc triển khai kế hoạch tổ chức các cái giải thi đấu thể thao từ tỉnh đến cơ sở đều phải dừng hoặc là điều chỉnh lùi thời gian cho nó phù hợp với tình hình dịch. Vâng, trước những cái diễn biến phức tạp mà của dịch như vậy thì là cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là Ban chỉ đạo thể dục thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh. Vậy thì ông có thể cho biết để mà thích ứng an toàn với trong cái điều kiện dịch như vậy thì cái việc tổ chức cái các cái môn thi trong Đại hội Thể dục Thể thao cũng đã được Ban chỉ đạo thực hiện ra làm sao? Rất là vui mừng phấn khởi khi Chính phủ ban hành nghị quyết 128 và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã ban hành hướng dẫn về việc thích ứng an toàn trong các hoạt động văn hóa thể thao du lịch. Thì tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 11 năm 2022 cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tham dự đại hội toàn tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức đại hội phù hợp với tình hình dịch. Rất là vui mừng phấn khởi đến thời điểm này thì đã có 97 trên 129 xã phường thị trấn trên bàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội thể dục thao cấp xã phường thị trấn. Còn cấp huyện thì đã có 2 đơn vị là huyện Nậm Pồ và thành phố Điện Phủ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội thể thao cấp huyện. Ở năm 2022 thì trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như vậy thì ngành văn hóa thể dục thể thao cũng đã có những cái phương án như nào để thúc đẩy các cái hoạt động phong trào thể dục thể thao trong cái điều kiện thích ứng với lại tình hình dịch, đặc biệt là cái việc tổ chức tiếp tục tổ chức các cái môn thi trong Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 11 của tỉnh Điện Biên. Theo tinh thần chung thì thích ứng an toàn với dịch COVID-19 thì không chỉ riêng hoạt động thể dục thể thao và các lĩnh vực khác đều phải linh hoạt để triển khai các hoạt động. Đối với lĩnh vực thể dục thể thao thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh và đặc biệt nhất là sở đã có văn bản hướng dẫn tới cơ sở trong việc vận động tuyên truyền nhân dân tùy vào tình hình của dịch để lựa chọn môn thể thao cũng như là hình thức luyện tập cho phù hợp. Đặc biệt nhất là khi tình hình dịch nếu có xảy ra thì nhân dân có thể lựa chọn hình thức tự luyện tập tại nhà theo phương châm cả nhà tập ngay đánh bay COVID, khai thác các cái clip, các cái bài tập hướng dẫn trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thể dục Thể thao và cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để luyện tập. Còn đối với Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh lần thứ 11 năm 2022 thì đã có 3 phương án. Phương án thứ nhất, trên địa bàn tỉnh được kiểm soát về dịch thì vẫn triển khai theo kế hoạch là tổ chức với quy mô rất lớn tại sân vận động của tỉnh với 18 môn thi đấu và huy động khoảng trên 10.000 người tham gia. Còn nếu phương án thứ hai mà dịch có xảy ra ở trên địa bàn tỉnh thì sẽ điều chỉnh giảm quy mô các môn thi đấu và giảm lượng người huy động tham gia. Và phương án cuối cùng, nếu trường hợp dịch mà xảy ra với quy mô rộng
mức độ ảnh hưởng lớn thì sẽ điều chỉnh lùi thời gian tổ chức và phạm vi tổ chức sẽ điều chỉnh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh và tất cả các nội dung các môn thi đấu thì sẽ phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Nghệ Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo kế hoạch cũng như tạo thành công cho Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 11 tỉnh Điện Biên năm 2022, vừa qua tại Sân Vận động tỉnh, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi đấu môn bóng đá nam. Đây cũng là một trong 3 môn thể thao được tổ chức thi đấu trước đại hội. Việc tổ chức thi đấu môn bóng đá cùng với các môn bóng rổ, bóng chuyền trước đại hội vừa là nhằm đảm bảo thích ứng an toàn trong công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo tốt kế hoạch tổ chức đại hội đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên tạp chí thể thao về giải đấu. Tham gia môn bóng đá nam trong kỳ đại hội lần này có 7 đội bóng đến từ các đơn vị như đội bóng Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn 82 quân khu 2 và các đội bóng đến từ các huyện Điện Biên, Nậm Pồ và thành phố Điện Biên Phủ. Với 7 đội, các đội đã chia thành 2 bảng đấu, chọn 4 đội nhất nhì vào thi đấu bán kết và chung kết. Tham gia thi đấu môn bóng đá nam ở đại hội lần này, các đội bóng được thi đấu theo thể thức của môn bóng đá 11 người. Đặc biệt với sự chuẩn bị tốt về lực lượng nên ngay khi bước vào thi đấu tranh tài, các đội bóng đã thi đấu rất sôi nổi, nhiệt tình, tạo ra được nhiều trận bóng hay, hấp dẫn. Qua cái buổi đại hội thể dục thể thao của tỉnh Điện Biên thì tôi cũng tham gia và xem nhiều trận đấu của giải. Nói chung là các đội bóng của giải thì nói chung là đều nhiệt tình tham gia và đã rất hưởng ứng cái phong trào. Thì qua các vòng bảng thì có 2 đội thì lọt vào vòng chung kết thì rất xứng đáng. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi với 12 trận đấu, các đội bóng Công an tỉnh và đội bóng Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh khác để bước vào thi đấu trong trận chung kết. Tại trận chung kết, 2 đội bóng đã thi đấu cống hiến tạo ra được nhiều pha bóng hay, hấp dẫn, đặc biệt là với lối chơi chặt chẽ, chiến thuật hợp lý. Đội bóng nam Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã vượt qua đội bóng Công an tỉnh với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch. Đội cũng đã cố gắng vào vòng chung kết để gặp đội Công an tỉnh. Trong trận chung kết thì đội đã cố gắng quyết tâm để giành huy chương vàng, để dành tặng những huy chương vàng này cho toàn bộ khán giả và lãnh đạo các đơn vị, tạo điều kiện cho các vận động viên để có thời gian tập luyện và thi đấu như ngày hôm nay. Không chỉ là cầu thủ thi đấu xuất sắc tại giải, cầu thủ Lưu Văn Hưng đội bóng Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh còn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 5 bàn. Sự xuất sắc của cầu thủ này đã góp phần không nhỏ vào thành công của toàn đội bóng cũng như giải đấu. Ngoài sự cố gắng với cùng toàn đội thì bản thân em cũng đã rất là cố gắng làm sao mà tập luyện và thi đấu thật tốt. Và bản thân cũng đã trong cái giải đấu này, bản thân cũng đã ghi được 5 bàn thắng để làm sao góp một chút công sức vào thành quả của đội Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao huy chương và các phần thưởng cho các đội bóng và các danh hiệu cá nhân xuất sắc tại giải, đồng thời cũng khép lại môn thi thứ 3 trong 3 môn được tổ chức thi đấu trước Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 11 tỉnh Điện Biên năm 2022. Thưa quý vị, để tiếp tục tạo sân chơi cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là các bạn nữ, vừa qua Trung tâm Bóng đá Cộng đồng DBF đã tổ chức giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ 2 năm 2022. Giải đấu không chỉ nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các bạn nữ yêu môn bóng đá trên địa bàn tỉnh, mà khi giải đấu kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho ban tổ chức cũng như khán giả đến xem, cổ vũ. Phản ánh của phóng viên tạp chí thể thao về giải đấu. Tiếp nối thành công từ giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ nhất năm 2020, ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, Trung tâm Bóng đá Cộng đồng DBF tiếp tục tổ chức giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ 2. Để tổ chức được giải đấu cho các bạn nữ tham gia, ban tổ chức đã thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các cầu thủ tham gia thi đấu tại giải phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trở lên. Việc tổ chức giải bóng đá nữ như thế này chính là tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho các bạn nữ, nhất là các bạn nữ yêu môn bóng đá. Do đó khi tổ chức, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tham gia thi đấu của các bạn nữ, các đội bóng ở các huyện thị trong tỉnh. Cái quy mô tổ chức giải bóng đá năm nay ấy, so với năm 2020 ấy, thì năm 2021 thì số đội đã được nâng lên. Năm 2020 thì có 4 đội thì năm nay đã nâng lên được 9 đội.
Các đội bóng thì năm nay cũng có rất nhiều các đội bóng ở xa, như các đội bóng ở Mường Luân, Điện Biên Đông, Mường Trung, Tuần Giáo, Buổi Xó, Tử Chùa và Mường Lay thì họ cũng đã di chuyển từ rất xa về trung tâm thành phố tham gia giải bóng đá này. Họ cũng đã tham gia rất tích cực và cố gắng để tham gia thành công giải đấu này. Đến với giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ 2 này, có 9 đội bóng đến từ các huyện Tuần Giáo, Mường Trà, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay và các đội bóng đá nữ trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng nghề và đội bóng đá nữ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia thi đấu tại giải, các đội bóng đã được chia thành 2 bảng đấu, trong đó được thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm và thể lệ của giải bóng đá mini 7 người. Ngay khi bước vào thi đấu, các cầu thủ của các đội bóng đều rất vui vẻ, háo hức và thi đấu sôi nổi, nhiệt tình. Đặc biệt đối với nhiều cầu thủ, nhiều đội bóng khi lần đầu tiên tham gia thi đấu. Song các cầu thủ các đội bóng đã thi đấu cống hiến hết mình để giành được những kết quả tốt nhất cho đội bóng của mình. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi hào hứng với hơn 10 trận đấu, hai đội bóng đá nữ xuất sắc nhất đã bước vào tranh tài ở trận chung kết là đội bóng nữ Mùn Trung huyện Tuần Giáo gặp đội bóng đá nữ Mường Luân huyện Điện Biên Đông. Tại trận chung kết này, hai đội bóng đã thực sự cống hiến cho ban tổ chức cũng như khán giả một trận đấu nhiều cảm xúc và ấn tượng. Trận chung kết này thì nó diễn ra khá là kịch tính và hấp dẫn. Hai đội thì đều có cơ hội như nhau, nhưng mà nói về cơ hội nữa thì vẫn là Mùn Trung. Các bạn ấy có rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể nào mà chuyển hóa nó thành bàn thắng được. Nên là trận chung kết đã dẫn đến là loạt penalty và cuối cùng là những người ta dứt điểm tốt hơn thì người ta sẽ vô địch. Với quyết tâm cao và thi đấu xuất sắc trước loạt sút luân lưu 11m, đội bóng đá nữ Mường Luân huyện Điện Biên Đông đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-0 và giành chức vô địch. Đây là lần đầu tiên mà đội Mường Luân tham gia giải đấu này. Và trong 2 ngày thi đấu vừa qua thì đội cũng đã rất cố gắng và cũng rất là may mắn vì đã đến được vòng này. Và hôm nay đá trận chung kết thì sẽ đá hết mình và nhiệt tình để cống hiến cho khán giả. Tuy chỉ là giải phong trào nhưng giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ 2 này thực sự là một trong những hoạt động thể thao rất bổ ích cho các bạn nữ. Khép lại giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp và huy chương cho đội bóng đạt giải nhất, huy chương cho các đội bóng nhì, ba cũng như trao các danh hiệu cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải. Trong không khí sôi động chào mừng năm mới 2022, tạp chí thể thao đầu tiên của năm mới mời quý vị và các bạn cùng xem điệu nhảy hiện đại với sự mềm dẻo, khỏe khoắn, năng động của các bạn dancer trẻ trung đến từ trung tâm DDA Điện Biên thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. We'll be right back.
Tạp chí thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau.